Hello, xin chào các bạn. Thì chắc hẳn là các bạn đã rất là quen thuộc với cái định nghĩa của xe limousine, là những chiếc xe 16 chỗ được cải biên thành những chiếc xe mà có ghế ngồi rất là thoải mái, rất là thương gia với đầy đủ các tính năng. Cũng như là các bạn đã chắc hẳn các bạn cũng đã từng nghe qua được cái thể loại xe được gọi là xe mobile home, là những ngôi nhà di động, nơi mà các bạn có thể vừa đi, vừa nấu ăn, vừa giặt giũ, vừa có thể sinh hoạt dài ngày, vừa có giường ngủ để cho các bạn để đi xa, đi bất kỳ đâu, đi xuyên lục địa. Thì đó, nếu mà các bạn đã nghe tới hai định nghĩa đó rồi thì các bạn hẳn đã biết là hai chiếc xe đó vừa có điểm mạnh gì và vừa có điểm yếu gì rồi, phải không? Và dĩ nhiên là nếu mà xe limousine á thì nó sẽ không thể đi xa được, còn xe mobile home á thì nó sẽ không thể nào mà nó có thoải mái được như những chiếc xe limousine. Vậy thì tại sao mình không thử kết hợp cả mobile home lại với cùng xe limousine, theo là hai cái điểm mạnh của chúng hòa hợp vào nhau liệu nó có phù hợp không, và loại bỏ đi những cái điểm yếu tiềm ẩn của hai mẫu xe này. Và đó chính là nội dung mình sẽ giới thiệu cho các bạn trong video clip ngày hôm nay. Đó chính là chiếc Iveco Daily Plus được cải biên thành chiếc limo home đầu tiên tại Việt Nam. Đã nói phần trước thì limo home nó là sự cải biên và sự kết hợp giữa limousine và mobile home. Vì thế mà những cái điểm yếu của xe limousine cũng như là những cái điểm yếu của xe mobile home sẽ, khi mà sử dụng tại thị trường Việt Nam, nó sẽ được loại bỏ. Và chiếc xe này gần như là nó được nâng cấp với những điểm mạnh của cả hai phần, giúp cho người lái, người sử dụng có thể đi được cái thời gian dài hơn và cũng có thể thoải mái hơn so với những chiếc mobile home. Và dĩ nhiên là nó sẽ không quá bất tiện, và các bạn vẫn có thể có không gian nấu ăn và không gian vệ sinh cá nhân so với những chiếc limousine. Thì như mình đã nói ở phía trên thì mobile home và limousine đều có điểm yếu. Vì thế mà chiếc limo home này mới được ra đời để có thể loại bỏ gần như là toàn bộ các điểm yếu của những chiếc limousine và những chiếc mobile home. Vậy bây giờ hãy cùng mình tiến vào bên trong xem đơn vị limo home đã cải biên chiếc xe 16 chỗ Iveco Daily Plus này thế nào, để có thể là hài hòa giữa hai yếu tố tốt nhất của limousine và mobile home nhé. Một trong những khó khăn lớn nhất của những chiếc mobile home đó chính là hệ thống điện. Bạn phải vừa có thể cung cấp được đủ điện cho các hệ thống, nhưng mà vừa phải là đảm bảo là chiếc xe an toàn. Vì vậy mà các công ty nước ngoài á, họ thường có sẵn một cái hệ thống, một cái packing là hệ thống điện riêng cho những chiếc mobile home. Tuy nhiên là nếu mà sử dụng Việt Nam thì những cái hệ thống đó không có tối ưu cho lắm, bởi vì nếu mà sửa thì phải cần đem chiếc xe lên lại thành phố, đem lại cái chỗ ráp, cho nên nó cũng chả mấy có công dụng và cũng chả có tiện ích là mấy. Thế nên cái bên limo home này mới thiết kế ra một cái hệ thống riêng dành cho thị trường Việt Nam luôn, là cái hệ thống đi dây rất là gọn gàng. Các bạn có thể thấy ở đây đi dây cực gọn luôn. Bên đây là bộ điều khiển, bộ biến tần, và ở dưới đây là hai bình bình điện 10 kg, tổng là 10 kg, hai bình pin lithium ion thế hệ mới nhất. Và đi vào nội thất, nói về nội thất xíu nè, thì nội thất của xe được cá nhân hóa. Phía trước này là bốn ghế chủ tịch như những chiếc limousine, với full chức năng là đây, trượt lên trượt xuống, ngã lưng, có về để chân, đệm chân. Và ba tính năng gồm có là mát ghế 3 chế độ, sưởi ghế 3 chế độ, và một chế độ nữa là chế độ massage. Ở đây có cổng sạc USB Type-A, sạc điện thoại và học để điện thoại ở đây. Bốn ghế này đều sẽ có những chức năng như nhau ha. Trên đây mình sẽ có là học để đồ, ba học để đồ nhỏ giúp là chủ nhân và gia đình đi chơi là ngày để đồ thôi. Ngay phía trên ghế thì chúng ta sẽ có, đây là báo điện áp của bình nè, báo độ đầy của hệ thống vệ sinh và báo lượng nước sạch còn lại. Thì rõ ràng đây xe còn 50% lượng nước sạch nha. Đây là bình báo độ xả của bình và dung lượng pin còn lại trong bình. Ở đây theo được chia sẻ, theo mình biết á, thì chiếc xe này đã được làm cách âm vài chục triệu đồng và xài bọt cách âm chứ không phải là xài những miếng dán cách âm như những chiếc xe khác. Phía đây là có điều hòa nha, điều hòa cực mát luôn, mình mới bật mà giờ nó mát quá trời mát. Thì một cái điểm độc quyền sáng chế đã được đăng ký sở hữu trí tuệ của limo home đó chính là cái module 301 ngay đây. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn đây. Đầu tiên là kéo ghế phía trước cho nó thoải mái xíu. Đây, đầu tiên ở khu vực phía bên tay trái này sẽ là bếp. Chúng ta có một bàn bếp và một chậu bếp ở đây. Dưới đây có tủ lạnh luôn. Đố bạn biết trong này là cái gì?
Mở ra nha. Trong đây là nhà vệ sinh. Vừa là lối đi vừa là nhà vệ sinh luôn. Nếu mà các bạn có thể sử dụng. Đây bật đèn lên. Đó. Trong đây là nhà vệ sinh. Bạn sẽ thoải mái đứng đây tắm rửa hoặc là sử dụng vệ sinh cá nhân một cách thoải mái và không cần phải là ảnh hưởng tới người phía trước cũng như là ảnh hưởng tới khu vực bếp bên này. Và còn một cái nữa chưa hết. Tại sao gọi là limo home? Bởi vì phía trước này là limousine, phía sau là mobile home. Bây giờ mình xuống phía sau để coi coi cái chữ home trong mobile home nó thế nào. Nó có phải là mobile home thiệt không? Đây, mình đang có mặt ở khoang sau của xe. Để mình bật đèn lên cái. Đây là khu vực giường phía sau, khu vực được gọi là mobile home của xe. Đó, thì ở đây mình hai bên mình đang để hai cấu hình khác nhau, thì bên này là giường, bên này là ghế. Đây là giường ghế hai trong một, các bạn sẽ đóng mở một cách dễ dàng. Giống như là bây giờ bên này đang là ghế nè, đây có hai cái nắm. Mình chỉ cần kéo ra thôi là nó sẽ thành cái giường giống như bên này. Bây giờ mình sẽ thao tác đóng cái này lại thành cái ghế cho các bạn coi nha. Thành hai dãy ghế sofa. Thì theo như chia sẻ của chủ nhân Limo Home tại thị trường Việt Nam á, thì những chiếc xe mobile home thường không thích hợp ở thị trường Việt Nam bởi vì nó không được trang bị ghế ngồi, và ngồi cái ghế này đi thì đi ở cái đường mà kiểu đường Việt Nam lắc qua lắc lại rồi đường sóc rồi này kia đó, thì không có đi được bao xa đó. Cho nên rõ ràng là giường này nó chỉ là một cái công dụng phụ thôi, nó không phải là công dụng chính để trên những chiếc xe biến nó thành cái nhà được, mà bạn vẫn phải trang bị là hệ thống ghế ngồi để có thể đi được xa hơn, sử dụng chiếc xe dài ngày hơn. Và giường này cũng là tính năng phụ thôi chứ không phải là chính. Thì ở đây chúng ta vẫn có thể nằm nghỉ, nhưng mà nằm nghỉ một khoảng thời gian ngắn cũng như là ngồi chơi với nhau một khoảng thời gian ngắn thôi, còn mà muốn đi xa là chủ yếu là phải lên ghế phía trước ngồi. Vì thấy chiếc xe này được trang bị hai trong một luôn, chứ có thể là chủ nhân vừa đi xa mà vừa có thể có thời gian thư giãn vừa có này kia. Thì theo mình được chỉ biết đó, thì chiếc xe này đều được cá nhân hóa theo ý của chủ nhân. Và đặc biệt là cái chất lượng thi công của chiếc xe là ở mức là cực tốt. Theo như đánh giá của anh chủ thì sau khi đi một chuyến về lên Hà Nội, Hải Phòng và sau đó là một chuyến đi về miền Tây, thì chiếc xe này được mang lại trải nghiệm không khác gì những chiếc mobile home cao cấp nhất trên thị trường ở thời điểm hiện tại. Và cái chất lượng thi công nó không tạo ra cái tiếng động trong khi di chuyển như những chiếc xe lắp ráp tại thị trường Việt Nam. Thì nói thêm một xíu nữa về cái khoang phía sau này, thì chúng ta sẽ có thêm một hệ thống giải trí gồm loa thanh ở đây cùng với là TV 32 inch của Samsung. Và bây giờ mình ra phía sau này xem phía sau này của chiếc xe có gì nha. Ui, là một tấm ngồi. Khi mà bạn dừng xe lại, bạn muốn mở tiệc hay là bày bàn ăn uống gì đó, bạn có thể bày bàn ở đây. Và tấm này được có chịu tải tới 250 kg, cho nên là thấy nó dài dài là thế này thôi, chứ có nhún nó cũng không gãy được, không có sợ gãy riết gì đâu. Rồi, có nhiều bạn sẽ thắc mắc là nếu mà đi vài ngày á, thì lượng nước trên xe có đủ hay không. Thì ở đây chúng ta có hệ thống ống nước để bơm lại nước khi mà hết nước. Và phía trên này đáp ứng cái nhu cầu sử dụng bên ngoài, thì trên này cũng có vòi xịt, một vòi xịt rất là mạnh. Và bạn thấy cái gì trên này không? Đây, bạt chùm. Ủa lộn, ở đây bạt để có thể các bạn giải trí ở ngoài mà không sợ nắng, điều khiển trong này luôn, có đèn. Sao bạn thấy sao, ổn ha? Và cái cuối cùng mình muốn cho mấy bạn xem ở bên ngoài đó chính là hệ thống sạc điện của xe. Dĩ nhiên là 10 cái điện sẽ không thể nào mà đủ để cho các bạn sử dụng xe một khoảng thời gian dài được, vì thế mà xe cũng có thêm hệ thống, đó là hệ thống cắm sạc từ bên ngoài. Ngoài ra thì xe cũng có ba cách để sạc pin khác, đó là thứ nhất là bốn bộ năng lượng mặt trời đặt phía trên nóc kìa, bạn có thể thấy đó, mấy cái tấm trắng trắng đó là năng lượng mặt trời đó, bốn tấm. Thứ hai là sạc từ máy phát điện trong xe, thì xe được trang bị kèm một máy phát điện nhưng mà đã được cách âm và đã được cất kín rồi, cho nên bạn không thể nào biết được đâu. Và cuối cùng đó chính là từ dynamo của động cơ đó, bốn cách sạc điện để đảm bảo bạn luôn có điện xài cho chiếc xe này. Cuối cùng là về chi phí và thời gian thi công, thì toàn bộ phần nội thất này bao gồm cả phần phía trước, phần phía sau cũng như là các trang bị đi kèm sẽ tốn cho chủ nhân khoảng là 1,3 tỷ đồng. Và chiếc Iveco Daily Plus này có giá là 1,1 tỷ đồng nữa, cho nên tổng giá trị của chiếc xe bây giờ nó khoảng là 2,4 hoặc là 2 tỷ rưỡi gì đó.
Và cái thời gian thi công của chiếc xe này là khoảng 1 tháng hơn là bạn có thể thấy full rồi, trang bị đầy đủ luôn. Và nếu các bạn muốn chiếc xe của mình biến thành một chiếc limo home sang trọng và có thể đi được nhiều ngày thế này, hãy liên hệ với limo home Việt Nam, có thông tin ngay bên đây đó, mình để kế bên nha. Rồi, và một cái điều mà các bạn sẽ nghĩ ngay đó chính là liệu mà đổ thế này thì xe có đăng kiểm và di chuyển hợp pháp được hay không. Thì limo home cam kết là chiếc xe sẽ di chuyển hợp pháp trên đường phố Việt Nam. Và về vấn đề đăng kiểm ha, cái này mình xin giữ bí mật để chia sẻ các bạn ở những video clip tiếp theo nha. Nếu các bạn thấy video clip này hay, hãy ủng hộ AutoFun Việt Nam một like, một subscribe cũng như là chia sẻ video clip này để bọn mình có động lực để có thể tạo ra những video clip hay hơn, mang tới cho các bạn những nội dung về xe thú vị hơn trong thời gian tiếp theo nhé. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.